Nhớ là những năm 60 đấy, ta có cái phong trào hợp tác xã nông nghiệp, bên cạnh ưu điểm thì cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhất là bệnh thành tích. Cứ làm thì ít, nói thì nhiều, báo cáo tăng lên. Bác biết chứ, bác muốn đến tận nơi xem nó giả dối đến đâu. Thế là bác đến đúng cái nơi mà bố trí cho bác gọi là lá cờ đầu đấy. Báo cáo chăn nuôi trồng trọt thành tích như thế, bác nghe hết, nghe hết. Nghe xong, bác đến tận từng luống đất, bác lấy tay bác nhổ lên hết. Các chú mới cắm hoa để đón bác đây phải không? Trồng trọt tăng gia gì mà không có dễ, mà nó héo thế này. Bác phát hiện ra ngay. Lại đưa bác vào chuồng trại chăn nuôi. Chưa kịp thuyết minh bác đã nói rồi. Các chú nuôi thật hay các chú lại mượn của nhà dân cho bác xem? Bác biết hết. Bắt mỗi nhà một con nó đầy chuồng ngay. Quả nhiên là như vậy. Bác bảo nếu các chú nuôi thật thì sao nó lại cắn nhau? Nó lạ đàn mà các đồng chí. Chủ tịch nước mà am hiểu như một lão nông, không làm cái gì cả. Và tại sao nó lại nhảy ra khỏi chuồng? Thôi bắt ngay những con dữ nó vừa nhảy ra khỏi chuồng đấy, không dân họ bắt đền cho. Thì bác biết hết rồi. Thế là bác bảo là để bác đến thăm nữa thì phải làm ăn cho nó tốt, chứ làm ăn kiểu dối trá thế này dân họ quán họ ghét. Quả nhiên đúng như vậy. Khi bác về rồi ra khỏi xã nó mới xin chuyện. Vì lúc mượn cho bác xem, các vị nhà mình là vội vội vàng vàng, không có đánh dấu. Bây giờ trả cho dân không biết đâu mà lần cả. Thôi đi là thác hết mỗi nhà một con cho nó xong đi. Người ta có nhận đâu các đồng chí đó. Thế là xóm làng đang bình yên đoàn kết, chỉ vì chúng ta bệnh thành tích mà nó sinh chuyện như vậy. Nên phải sửa lỗi. Cái lần mà bác về Thái Bình ấy các đồng chí, bác căn dặn đủ mọi điều lo cho dân. Mà đây mới thương bác này, đây là lần thăm Thái Bình cuối cùng của bác. Về chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa, tay bác liệt hết. Bác liệt cả nửa người. Bác đi trong đêm tối, trong rừng cây, trong cái vườn cây của bác. Bác tập đau đớn để cho mọi người không biết. Đấy. Thế bác về Thái Bình lần cuối cùng, dặn dò mọi thứ xong. Ông bí thư tỉnh ủy đem quà tặng bác. Gọi là quà, thật ra có hai túi gạo. Gạo tẻ, gạo nếp và đặc sản của quê hương. Bác khen là gạo này ngon lắm. Bác lại lấy tiền bác trả. Bác trả tiền đúng mấy cân gạo đâu. Đồng chí bí thư tỉnh ủy không hiểu ý bác đâu, lại ngăn tay bác lại, nói một câu rất là chân thành: sao bác lại làm thế? Quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao? Bác nhận cho anh em vui thôi, cốt là tấm lòng mà bác. Nếu chúng ta nói, ta cũng nói hệt như thế. Ai cũng tưởng là đúng. Khi nghe bác nói lại, ta mới giật mình. Hóa ra ở đời bao nhiêu lần ta nói sai mà ta có biết đâu. Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng suốt đời các chú chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Ta cứ quen miệng mà các ông chứ, quà của tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy là khác. Bác trả tiền là trả cho dân, chứ đâu có trả cho các chú. Nếu các chú không nhận tiền cho bác, cứ giục bác mang gạo về, thì có khác gì xui bác tham ô. Mấy đồng bạc thì để trong bảo tàng, mấy cân gạo thì giao cho văn phòng. Nhưng lời bác dạy thì thấm thía ngàn đời là như vậy.